chào quý vị và các bạn. Tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung đại diện Việt Nam vấp ngã trong lễ chào đón thí sinh Hoa hậu trái đất. Người đẹp Đỗ Thị Lan Anh vấp ngã khi di chuyển lên cầu thang tại sự kiện chào đón thí sinh Hoa hậu trái đất 2023 được tổ chức ở Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 3 tháng 12. Chiều ngày 3 tháng 12, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Xin chào Miss Earth 2023 in Việt Nam để chào đón các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu trái đất lần thứ 23. Hơn 90 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã chọn những bộ váy dạ hội lộng lẫy để xuất hiện trên thảm xanh của sự kiện. Nhiều người hâm mộ đã tập trung trước sảnh Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh để chào đón các thí sinh. Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Lan Anh xuất hiện trong bộ váy dạ hội tông màu xanh được đính kết cầu kỳ, đính tua xua lạ mắt. Cô được khán giả chào đón, cổ vũ nồng nhiệt. Tuy nhiên, sau khi tạo dáng và bước lên cầu thang, Đỗ Thị Lan Anh đã gặp sự cố. Cô vô tình dẫm vào đuôi váy và bị loạng choạng, vấp ngã. Sau ít giây, người đẹp lấy lại bình tĩnh để tạo dáng trở lại. Nhiều khán giả tỏ ra thông cảm với Đỗ Thị Lan Anh vì việc di chuyển trên bậc cầu thang khi ăn mặc rườm rà và đi giày cao gót là việc không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, Lan Anh cũng là gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố trên sàn diễn. Cũng có một số khán giả bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng kỹ năng trình diễn, catwalk là đặc biệt là khả năng biểu cảm bằng ánh mắt, gương mặt của Lan Anh còn yếu, khó tỏa sáng khi đứng cạnh những đại diện khác. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng cuộc thi mới chỉ bắt đầu, Lan Anh còn nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng trong quá trình tham gia cuộc thi. Khán giả hy vọng người đẹp Hà Nội lấy lại phong độ và tỏa sáng trong những chặng tiếp theo của cuộc thi. Đỗ Thị Lan Anh, sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học California State University ở Fullerton. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng, 85-60-95cm. Tại cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023, người đẹp giành chiến thắng thuyết phục và nhận được sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo khán giả. Tuy là gương mặt mới chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhưng Lan Anh được đánh giá cao với nhan sắc ngọt ngào, học vấn và kỹ năng tiếng Anh ấn tượng cùng sự nhiệt huyết trong những dự án thiện nguyện bảo vệ môi trường. Miss Earth, Hoa hậu trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2001 với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Hoa hậu trái đất 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 22 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều phòng thi phụ như thi trang phục dân tộc bằng chất liệu tái chế và thân thiện với môi trường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn trang phục áo tắm, thi tài năng. Đêm chung kết Hoa hậu trái đất 2023 bao gồm các phần thi trình diễn trang phục áo dài chọn top 40, trình diễn trang phục áo tắm chọn top 21, trong đó một thí sinh được khán giả bình chọn. Thi trang phục dạ hội chọn top 15, thi thuyết trình với chủ đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và sau đó chọn top 4 thí sinh vào phần thi ứng xử. Đương kim Hoa hậu trái đất 2022 là người đẹp Hàn Quốc Minna Soo Choi. Trong những ngày qua, dàn thí sinh quốc tế đã lần lượt đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cuộc đua chinh phục vương miện Miss Earth 2023. Nhiều thí sinh đến từ các nước như Canada, Indonesia, Malaysia đã khéo léo gây ấn tượng với fan Việt bằng việc khoác lên người tà áo dài duyên dáng. Hoa hậu Canada Layana Robinson chia sẻ rằng cô chọn mặc áo dài vì nó là biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam với mong muốn thúc đẩy sự đoàn kết giữa các nước dù có nhiều khác biệt về văn hóa truyền thống. Ngoài ra, màu đỏ rực rỡ của bộ trang phục còn tượng trưng cho sự may mắn và năng lượng tích cực trong văn hóa Canada. Người đẹp muốn tôn vinh vẻ đẹp chung của toàn cầu bằng cách kết hợp nền văn hóa của cả hai đất nước. Miss Earth Philippines là một trong những người đẹp có mặt rất sớm tại Việt Nam. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, người đẹp 25 tuổi đã cho thấy sự đầu tư của mình khi diện trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, nón lá Việt Nam và sử dụng nhiều trang sức, phụ kiện làm từ nguyên liệu tái chế. Đại diện Philippines cho biết, cô rất thích phong cảnh và đang được mong đợi thưởng thức cà phê. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.